Do Mẫu Lạc Hồng xin chào quý vị khán thính giả. Trung Quốc phát loa xua đuổi người dân tụ tập ở hàng rào thép gai được xây dựng ở biên giới Việt Trung. Trong 2 năm qua, hẳn đó là tin tức bạn đã nghe ít là đôi ba lần. Nhưng đó là chuyện cũ, câu chuyện của năm cũ. Còn xuân 2023 đã khác khi mà chật kín người dân hai nước cùng tụ lại tại hàng rào biên giới để làm điều đặc biệt cùng nhau. Chứng kiến cảnh này, không chỉ netizen Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam mà cả những người bạn quốc tế đã sốc nặng vì không hiểu cảnh tượng đang diễn ra. Vậy người dân hai nước tụ tập tại hàng rào ngăn cách biên giới Việt Trung để làm gì? Netizen nói gì về cảnh tượng này? Cùng Dòng Máu Lạc Hồng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Hẳn là suốt 10 ngày qua, những video chia sẻ hình ảnh biển người hàng rào biên giới Việt Trung đã phủ khắp mạng xã hội. Tại sao người dân biên giới hai nước tập trung đông đúc tại đây? Không giấu các bạn, họ cùng hẹn nhau để chào đón năm mới 2023. Chính hàng rào sắt cũng không cản được tình cảm của những người dân nơi đây. Thậm chí như chất xúc tác khiến cho buổi gặp gỡ trở nên sống động hơn, chan chứa tình cảm hơn. Chưa kể, để tới hàng rào biên giới cũng không phải đơn giản, nhất là ở phía Việt Nam. Có những người phải đi mất nửa ngày, chưa kể đi bộ hàng chục km theo đường mòn ở cánh rừng trước khi nhìn thấy hình bóng người thân bên kia Trung Quốc. Cảnh tượng này gây bất ngờ cho netizen quốc tế. Bởi như đã nói, và các bạn cũng đã biết, 3 năm qua, Covid-19 và sau đó là việc Trung Quốc xây dựng hàng rào dây thép kiên cố. Thậm chí có thông tin phía Trung Quốc từng gắn điện vào hàng rào và thường xuyên phát loa xua đuổi khiến hàng rào sắt này như một thế lực chia cắt người dân biên giới hai nước. Cũng từ đó, vùng biên giới dường như vắng bóng hoàn toàn người dân. Có nhiều đồn đoán về câu chuyện hàng rào biên giới và hẳn các bạn cũng đã nghe. Tuy nhiên, câu chuyện hôm nay của chúng ta là cùng tìm hiểu những người dân tụ tập lại nơi đây và làm những điều đặc biệt gì. Suốt những ngày đầu xuân 2023, không khí hai bên hàng rào biên giới hai nước trở nên nhộn nhịp lạ thường các bạn ạ. Thậm chí nó được ví vui hơn cả lễ hội khi hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau, hàng nghìn người đứng chật cứng, không có chỗ để chen chân. Người dân hai nước mừng rỡ hân hoan, những cô gái mặc trang phục dân tộc đẹp nhất mang theo nhiều đồ thức ăn thức uống, những món quà. Rồi họ cùng nhau bắt tay, cùng nâng ly rượu chúc mừng, cùng ăn những miếng thịt. Có những người bố, người mẹ, người con trào rơi nước mắt sau khi kể cho nhau câu chuyện cuộc sống. Rồi họ lại cùng hát, cùng nhảy múa, động viên nhau, dặn dò nhau. YouTuber của cả hai nước đều đã đăng tải những hình ảnh xúc động như vậy. Theo đó, phần lớn những người dân tụ tập chật kín hai bên hàng rào đều là người thân của nhau, chủ yếu là người Việt Nam. Họ có những hoàn cảnh khác nhau. Người sang làm ăn, người sang lấy chồng, người bị bắt cóc. Có những người 10 năm chưa được về thăm quê, chưa được một cái ôm của người thân. Bên cạnh đó là những người bạn Trung Quốc mà trước đó đã đi lại, buôn bán làm ăn và kết nối với người Việt trước đại dịch Covid-19. Vậy nên đây là một dịp hiếm hoi họ được nhìn thấy bóng dáng người thân yêu, được nhìn mặt nhau và cùng uống ly rượu, ăn món ăn ngon. Đặc biệt, một YouTuber nước bạn sau khi đăng tải video với tiêu đề 3 năm sau đại dịch, lễ hội Hoa Sơn ở biên giới Việt Trung không thể ngăn cản tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước dù qua hàng rào thép gai, đã nhận về gần 80.000 lượt xem chỉ sau 5 ngày. Anh chàng có tên A Tuân cho biết, người dân hai nước đã cùng tụ nhau để đón lễ hội Hoa Sơn. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức nhiều năm trước đây. Nhưng vì Covid-19 nên đã 3 năm, những người dân biên giới hai nước không được gặp nhau. Năm nay, Trung Quốc đã cởi bỏ chính sách Zero Covid, nhưng hàng rào thép gai là vật cản ngăn cách giữa con người này gặp nhau. Điều thú vị nữa là, dưới video có nhiều bình luận có chiều sâu của netizen Trung và Đài Loan. Chúng tôi lược dẫn một số bình luận dưới đây. Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thật tuyệt nếu chính phủ thu dọn hàng rào để người dân hai nước sẽ làm điều đó hàng năm. Đó là hình ảnh thật ấm áp, thật xúc động khi thấy tình cảm người dân biên giới hai nước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này, một cảnh tượng cảm động. Bà con hai bên Trung Việt gặp gỡ lẫn nhau, không có chuyện xa lánh. Cảnh tượng này thật cảm động, Việt Nam Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông. Lễ hội Hoa Sơn năm nay thật sôi động và ấm áp. Video này thực sự thú vị, nó ghi lại một khía cạnh của cuộc sống ở Trung Quốc và Việt Nam, ít người ngoài cuộc biết về nó. Đây là quan hệ hôn nhân cơ bản bình thường, bởi trước khi có Covid, chưa có hàng rào, hai bên qua lại bình thường. Dây thép gai tàn nhẫn, con người thân thiện, nhân dân Trung Việt muôn năm.
Hàng rào này mục đích ban đầu là để ngăn chặn các hoạt động phi pháp, nhưng tại lễ hội mùa xuân này, mọi thứ đã được cắt đứt. Một bức tường, một rào cản tàn nhẫn, nên nhân văn hơn để hai bên gặp gỡ nhau. Không khí năm mới Trung Quốc tuyệt vời, làm ăn chúc Tết với nhân dân các nước bên kia hàng rào thép gai. Thưa các bạn, trên đây là một số bình luận của cả những bạn Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Nhìn chung họ đều có cái gì tích cực về vấn đề chính phủ xây dựng hàng rào, về mối quan hệ thân thiết của người dân vùng biên giới hai nước. Hơn hết, họ đều tỏ ra đồng cảm với cảnh chia cắt của người thân sinh sống hai nước không được gặp nhau do vấn đề hàng rào biên giới và cùng mong chính phủ hai bên quan tâm để người dân vùng biên của hai nước được qua lại thoải mái. Trên thực tế, chính quyền Trung Quốc đã có bước tiến lớn trong năm mới này khi đã tạo điều kiện cho người dân hai nước được tổ chức tiệc đón xuân ngay tại hàng rào biên giới một cách không chính thức như trên. Không chỉ có vậy, ngày 18 tháng 1 vừa qua, chính quyền Trung Quốc, Việt Nam phối hợp tổ chức gala lễ hội mùa xuân xuyên biên giới tại huyện Tự Trị, Heqiao, phía tây nam Vân Nam. Đây là lễ hội mùa xuân thường niên được tổ chức 4 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2020 và phải dừng lại vì Covid. Đại diện chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đã tham dự buổi dạ tiệc này. Có thể nói, nếu cuộc gặp gỡ của người dân ở biên giới là không chính thức, thì lễ hội hôm 18 tháng 1 vừa qua là lễ hội chính thức do chính quyền tổ chức để người dân hai nước được cùng vui đón xuân. Ngoài buổi dạ tiệc đó, một sự kiện khác được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 1, trong đó các hoạt động bao gồm xúc tiến đầu tư, du lịch xuyên biên giới và điều tra kinh tế thương mại và trao đổi phương tiện truyền thông được tổ chức đồng thời. Một lãnh đạo Trung Quốc cho biết, cuộc họp đã chứng kiến ký kết các hợp đồng ngoại tuyến trị giá 437 triệu đô la và 593 triệu hợp đồng trực tuyến. Ông cho rằng, các thành phố biên giới của Trung Quốc và Việt Nam đang đón chào những triển vọng tươi sáng khi cả hai nước đã tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Ông Ruan Chundi, tổng giám đốc một doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ, tôi hy vọng chúng ta có thể mời các doanh nghiệp Trung Quốc đến nước ta để tìm hiểu kinh doanh và giúp các doanh nghiệp của chúng ta tìm hiểu về thị trường Trung Quốc sau khi mở lại các cảng Trung Quốc-Việt Nam. Hai bên sẽ đạt được sự hợp tác cùng có lợi. Chị Pan Si Chung Kyu, một người Việt sống ở huyện Hà Khẩu cùng chồng người Trung Quốc và bà con chia sẻ, Việt Nam là quê hương của tôi và Trung Quốc giờ đây là quê hương của tôi. Tôi hy vọng hai bên có thể tăng cường hợp tác song phương và làm cho cuộc sống của người dân hai nước thịnh vượng hơn. Trước đó, ngày 14 tháng 1 năm 2023, tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình, Tổng Bí thư của Trung Quốc, đã trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong thư chúc mừng, hai Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của năm 2022 đối với sự phát triển của mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước. Hai đồng chí Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc đón năm mới vui vẻ, an lành, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước không ngừng đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Đồng thời, hai bên tích cực triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và hoạt động thông thương hai nước, từ đó đã trở lại bình thường. Tất cả dấu hiệu này đều cho thấy Trung Việt là mối quan hệ đặc biệt và tình cảm người dân hai nước cũng vậy. Chúng ta cùng hy vọng sớm thôi có thể hàng rào biên giới kia sẽ không còn nữa và những hoạt động của người dân hai nước vùng biên giới sẽ lại xích lại gần nhau hơn. Để rồi mùa xuân 2024 không còn thấy cảnh tượng gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt như những ngày qua ở biên giới hai nước Việt Trung. Sau món là không cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!